Ở phơi khô cứ treo đi cho ráo đi. Mạnh nhỉ, đấy, bà thấy không? Hôm qua thu về giặt tối, hôm qua mày nhỉ. Em kính chào toàn thể bà con và quý vị nhé. Mình xin chia sẻ, ngày trời mưa lắm ngọn. Ngày mùa mưa khổ ghê, năm nay thời tiết khó lường mà gọn. Hiện tượng khó lường, mưa liên tục. Hầu như ngày nào cũng mưa trận mà gọn. Ít mới nhiều rồi, chứ chả bao giờ không mưa. Suốt là tuần nay rồi bà con. Đúng lúc gặp, khổ thế. Hôm nay mưa nhiều quá. Rút đi thì đẹp bà con. Giờ nắng độ 10 ngày thì đẹp, mưa khổ thế. Bà con xin chia sẻ bà con thế để biết được cái lộ trình thu hoạch. Nhớ bà con phải căng bạt, che chắn. Những hiện tượng năm nay là em nhìn chung là nhiều bà con có xu hướng là tuốt xong là mang về phơi bà con ạ. Nếu nhà mình nhà sàn rộng thì phơi nó ở nhà thì khả năng hiệu quả hơn là để phơi ở đồng. Phơi đồng phải gặp nắng rồi bà con, nếu gặp mưa này thì sợ là nó mộc mộng bà con, mà chất lượng gạo nó không ngon bằng đấy. Thì mình về mình rong ruổi rãi ở nhà mình rộng ấy, thì mình phơi thì đẹp bà con ạ. Thì là nó đỡ đi. Chứ mưa liên tục này mà để ngoài thì mà trời thì khó làm, mùa khô lắm bà con ạ. Đấy. Mùa màng này nó khó lắm, nó phải đừng nước thuận cho bà con, không đừng nước thuận thì khổ. Đấy, xin chia sẻ bà con nắm được cái quy trình để sản xuất. Mong bà con chinh phục thiên nhiên. Nhiều quá bà con ạ. Mưa quá, em xin giới thiệu bà con mình có nuôi ốm mưa cho bà con, lấy về 40 và lấy căng gà trong sắt ngoài bọc nhựa, đấy là các đồ tạp hóa bà con, chắc nước sơn hà bà con đấy, nón độ. Can bà con ạ, bình đựng nước, bạt, lưới đen,
tạp hóa bà con mỗi thứ tí, chậu đựng hoa để trồng cây, tiêu nước đó. Ừ, thuốc là chuyên bảo vệ thực vật. Em kính chào các bác nhé.